Chào mừng các bạn đến với kênh Hằng Lê HG85. Các bạn thân mến, rau cần tây là một loại thực phẩm được sử dụng rộng rãi trong chế độ ăn uống hàng ngày của rất nhiều người. Và khi được tiêu thụ một lượng vừa phải, loại rau này không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Có tác dụng như giảm cân, hỗ trợ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, có tác dụng lợi tiểu, giảm mỡ máu. Sau đây là một số tác dụng của cây rau cần tây. Có tác dụng kháng viêm. Hạt cần tây từ lâu đã được sử dụng trong dân gian như một liều thuốc kháng khuẩn. Và theo nghiên cứu thực hiện vào năm 2009 cho thấy, trong hạt cần tây có chứa hoạt chất đặc biệt với khả năng giúp làm giảm đáng kể sự phát triển của các loại vi khuẩn. Có tác dụng làm giảm viêm. Chất chống oxy hóa cùng với polysaccharide của cây rau cần tây có tác dụng như một chất kháng viêm. Chính vì vậy, cây rau cần tây giúp mang lại sức khỏe toàn diện, nhất là đối với đối tượng người cao tuổi, bằng cách chống lại các tác hại của gốc tự do, làm nảy sinh tình trạng viêm, tác nhân gây ra các bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư, viêm khớp. Rau cần tây tốt cho người bị cao huyết áp. Cao huyết áp là một trong các yếu tố đặc biệt nguy hiểm gây ra bệnh tim mạch vành, nguyên nhân chính gây ra tử vong. Và hạt cần tây có thể giúp cho cơ thể kiểm soát được chỉ số huyết áp cao mãn tính. Có tác dụng phòng ngừa lở loét. Rau cần tây có thể giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ hình thành vết loét gây đau. Và theo nghiên cứu được thực hiện vào năm 2010 đã phát hiện ra cây rau cần tây có chứa chiết xuất ethanol, một chất có vai trò đặc biệt đối với việc bảo vệ thành ống tiêu hóa, tránh khỏi tình trạng lở loét. Có tác dụng giải độc lợi tiểu. Chất natri và kali là các chất điện giải có trong cây rau cần tây, đóng vai trò hỗ trợ điều tiết chất lỏng và thanh lọc cơ thể, từ đó giúp lợi tiểu. Mặt khác, cây rau cần tây còn đóng góp vai trò không nhỏ trong quá trình sản xuất nước tiểu, giúp cải thiện sức khỏe. Có tác dụng phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhờ có khả năng làm giảm axit uric, kích thích sản xuất nước tiểu, nên cây rau cần tây có thể đánh bại các bệnh lý viêm nhiễm do vi khuẩn trong các cơ quan sinh sản và ống tiêu hóa. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn có tác dụng phòng tránh nhiễm trùng đường tiết niệu, u nang, bệnh thận và bệnh rối loạn bàng quang. Rau cần tây có khả năng giúp phòng ngừa ung thư. Rau cần tây cùng họ với các loại rau củ có tác dụng phòng chống ung thư hiệu quả như cà rốt, củ cải, ngò tây. Những loại rau này có chứa hợp chất polyacetylene, có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào. Và theo một số nghiên cứu chứng minh được rằng, chất polyacetylene có khả năng giúp làm giảm độc tố, đồng thời chống lại nguyên nhân hình thành ung thư, nhất là bệnh bạch cầu, ung thư ruột, ung thư vú. Có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Rau cần tây tuy có ít calo, nhưng rau cần tây lại rất giàu chất xơ, nên làm tăng cảm giác no khi ăn. Đối với người có nhu cầu giảm cân, việc ăn rau cần tây sẽ giúp không bị quá đói bụng và thèm ăn. Đặc biệt, uống nước ép hoặc ăn rau cần tây kết hợp tập thể dục sẽ mang lại hiệu quả giảm cân rõ rệt và an toàn cho sức khỏe. Các bạn thân mến, để sử dụng rau cần tây một cách an toàn và hiệu quả, ta cần lưu ý một số điều như sau. Người đang dùng thuốc chống đông máu nên cân nhắc kỹ trước khi dùng rau cần tây thường xuyên. Nguyên nhân là do rau cần tây có chứa một lượng đáng kể vitamin K, một chất có thể tương tác với thuốc chống đông máu. Người mắc bệnh huyết áp thấp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung cần tây vào chế độ ăn uống nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Phụ nữ mang thai nên hết sức cẩn trọng trước khi sử dụng chiết xuất cần tây và hạt cần tây trong thai kỳ. Việc tiêu thụ một lượng lớn cần tây có thể gây ra co thắt tử cung. Tuy nhiên, nếu ăn cần tây ở liều lượng hợp lý, thai phụ sẽ cung cấp nhiều axit folic và chất xơ cho mẹ và bé.
Trên đây là một số thông tin mang tính chất tham khảo về những tác dụng của rau cần tây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.